Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trên nay, ngày 2 tháng 8, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Kết quả bước đầu từ chính sách thu hút nhân lực ngành y tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025. Khởi động dự án đầu tư mới tuyến đường sông Bồ của thị xã Hương Trà tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phòng chống thiên tai. Bảo tàng lịch sử Việt Nam cho biết công tác khảo cổ di tích điện Cơn Chánh bên trong Đại Nội Huế cơ bản hoàn tất sau một tháng triển khai. Thưa quý vị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đặt ra tại hội nghị giao ban cả cơ quan nội chính và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào một số vấn đề như tình hình bảo vệ an ninh trật tự, các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tình hình tội phạm, công tác xử lý các vụ án vụ việc trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật cho người dân, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh cũng như những nỗ lực của tỉnh trên bước đường xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về nghị quyết số 20 NQTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới dành cho cán bộ lãnh đạo cấp xã. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Phan Quý Phương cùng các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh. Theo nghị quyết 20 NQTVK, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe các chủ đề cũng như có những ý kiến trao đổi nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả và định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã trong giai đoạn mới. Hội nghị nhằm thống nhất và nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp, các ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, góp phần phát triển kinh tế tập thể của địa phương, thu hút ngày càng nhiều hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia kinh tế tập thể để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo sửa đổi Nghị định số 81 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Nghị định cần sửa đổi theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu không tăng học phí năm học 2023-2024. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào chương trình công tác của Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất bổ sung vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng về nội dung xây dựng, ban hành nghị định thay thế nghị định số 81 theo quy định, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 năm 2023.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở góp ý từ các ban, bộ ngành, địa phương, tổ chức, tập đoàn, công ty, hiệp hội doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố, cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu vùng tháng cao nhất do Chính phủ công bố. Đây là cơ sở quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng không hưởng tiền lương: chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Đặc biệt cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm tham gia đối với đối tượng người lao động làm việc không trọn thời gian. Đề xuất này nhằm mục đích khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động. Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 85.224 lao động, trong đó có 29.712 lao động nữ, đạt 77,47% kế hoạch năm. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 41.139 lao động, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc 36.956 lao động, Hàn Quốc 1.799 lao động, Trung Quốc 1.024 lao động, Singapore 800 lao động, Hungary 802 lao động, Romania 537 lao động và các thị trường khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất với Chính phủ chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Theo đó, 3 loại xe ô tô điện được hưởng hỗ trợ ưu đãi phát triển gồm xe ô tô điện chạy pin, xe ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu và xe ô tô năng lượng mặt trời. Đối với các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp xe, Bộ kiến nghị miễn giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị, dây chuyền và nhập khẩu tổng thành, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe ô tô điện, pin xe điện. Đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, bảo dưỡng xe ô tô điện, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất có cơ chế ưu đãi tiếp cận tài chính, tín dụng và cơ chế ưu đãi thuế xe ô tô điện nhập khẩu. Đối với người sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số và trợ giá trực tiếp cho người mua xe ô tô điện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch số 268/KH/UBND thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050. Cụ thể, vào giai đoạn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực. Giai đoạn đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050. Kế hoạch đã triển khai lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và giao thông đô thị. Từ ngày 2 tháng 8, tất cả các sân bay trên toàn quốc sẽ chấp thuận khách sử dụng tài khoản VNEID có giá trị tương đương giấy tờ cá nhân. Với khách Việt Nam, ứng dụng này thay thế căn cước công dân. Với khách nước ngoài, ứng dụng thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Việc sử dụng tài khoản VNEID thay giấy tờ cá nhân chỉ áp dụng cho chuyến bay nội địa ở tất cả các khâu, làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh soi chiếu, lấy máy bay. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt đơn vị khai thác sân bay, các hãng hàng không đưa vào chương trình quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan về sử dụng tài khoản VNEID trong cung cấp dịch vụ hàng không. Trong kế hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đề xuất 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế. Theo đó, Bệnh viện Trung ương Huế là một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được nâng cấp. Các bệnh viện còn lại gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng trong kế hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đề xuất nâng cấp đầu tư 20 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, đảm nhận chức năng vùng, bổ sung 7 bệnh viện đa khoa mới ở những địa bàn rộng, khó khăn trong tiếp cận bệnh viện tuyến trung ương, vùng trung du, miền núi phía Bắc và vùng có mật độ dân số cao như đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành y tế là đòi hỏi cấp thiết để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc thiếu những cơ chế, chính sách cụ thể đã khiến việc thu hút nhân lực ngành y tế gặp nhiều khó khăn. Nghị quyết 33/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ trong ngành y tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 ra đời đã mở được nút thắt quan trọng để ngành y tế hướng đến những mục tiêu xa hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong giai đoạn đầu triển khai. Đầu tháng 7 năm 2023, bác sĩ đa khoa Lê Hữu Tình được Sở Y tế phân công công tác tại Bệnh viện Gia Liễu Huế. Đây là một trong bốn cán bộ trúng tuyển theo chính sách thu hút nhân lực ngành y tế theo nghị quyết 33 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với sự hỗ trợ dành gặp bác sĩ có thâm niên kinh nghiệm của đơn vị, các bác sĩ trẻ nhanh chóng nắm bắt công việc và phát huy kiến thức chuyên môn của mình. Về đây thì em tạo điều kiện hết sức để học tập, và ban giám đốc đã tạo điều kiện cho em là sắp xếp cho em về khóa khám bệnh để em được tiếp cận những cái căn bệnh da liễu thường gặp, để có thể từ đó là mình có thể là học hỏi kinh nghiệm từ các bác sĩ ở trên, từ đó mình có thể tiếp cận và làm việc một cách hiệu quả. Hiện tại là khóa da liễu là một cái chuyên khoa lẻ, và nó có một cái số gọi là có một cái đặc điểm về bệnh lý nó khá là khác so với là các chuyên ngành khác. Cho nên đối với những bác sĩ trẻ thì đầu tiên khi mà về bệnh viện thì bệnh viện là cũng sẽ tạo điều kiện, là trước mắt là sẽ tạo tập trung để cho là các bác sĩ trẻ là về các bệnh học, sẽ tập trung về các bệnh học thường gặp, rồi sau đó thì sẽ phát triển hơn về các kỹ thuật mới của da liễu. Tại vì da liễu hiện nay là có rất là nhiều các cái phương án về là thẩm mỹ, về cái chăm sóc da, cho nên là về tương lai xa là sẽ hướng đến là các bác sĩ là sẽ toàn diện hơn trong các chuyên ngành của da liễu. Chính sách thu hút của tỉnh dành cho 5 đối tượng gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm đến công tác tại cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Huế. Bác sĩ đa khoa đào tạo 6 năm đến công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nguồn nhân lực sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế được hưởng chế độ hỗ trợ cao nhất, dự kiến là 300 triệu đồng một năm, thấp nhất là 35 triệu đồng một năm, căn cứ vào trình độ đào tạo và nơi làm việc. Em là Ngọc Tị, nhưng mà huyện Hải Lăng của em là xã Huế, cho nên là mặc dù là em người Hải Lăng, cho nên là em muốn nhất là gần nhà em, thứ hai là em nghĩ là Huế là một môi trường tốt về y tế để cho em nâng cao tay nghề và phát triển chuyên môn. Thực sự là hôm nay em cảm thấy rất là vui vì được vào tại bệnh là được làm việc tại bệnh viện răng hàm mặt Huế. Thì về lý do mà em muốn vào đây thì thứ nhất là vì là quê hương em là ở Huế, gia đình em là ở Huế, và em cảm giác là tỉnh rất là gọi là ưu tiên và đầu tư vào bệnh viện. Thì cái chuyện em về làm thì em cũng muốn đóng góp và học hành để phát triển nhiều hơn trong tương lai nữa. Trong bệnh viện chúng tôi thì cũng không nằm ngoài trong những cái đó là về vấn đề ngân sách. Thì chúng tôi chưa có một cái ngân sách để mà hỗ trợ thêm cho các cái bác sĩ này về công tác tại đơn vị. Thì chúng tôi cũng mong là Sở Y tế cũng như tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có những cái ngân sách hỗ trợ kịp thời động viên những cái bác sĩ trẻ về phục vụ tại đơn vị cũng như là cho ngành y tế tỉnh nhà. Cùng với các đơn vị như là Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Bệnh viện Trung Huế và Đại học Y Dược, cái thế gọi là tiến tới chuyên sâu trong một trong các đơn vị tiên tiến của khu vực Đông Nam Á và tiến tới đạt cái chuẩn quốc tế. Thì do vậy trong các nguồn lực thì nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh nhà cũng hết sức là quan trọng. Vừa rồi cũng thấy được cái vấn đề đó, thì Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân cũng có những nghị quyết và kế hoạch để cho ngành y tế chúng tôi thực hiện vấn đề tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn bác sĩ. Dự kiến trong 3 năm từ năm 2023 đến 2025, chương trình sẽ thu hút khoảng 120 đến 150 bác sĩ. Kinh phí hỗ trợ khoảng 45,5 tỷ đồng được chi trả trong 5 năm từ nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, việc thu hút nhân lực trong ngành y tế vẫn rất cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đến năm 2030. Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về y tế chuyên sâu.
Dự án mở rộng đầu tư mới tuyến đường sông Bồ của thị xã Hương Trà đã được phê duyệt với kinh phí trên 116 tỷ đồng, là dự án nhóm B, đường giao thông cấp 3 đồng bằng, chiều dài trục đường xuyên suốt 4 địa phương là Tử Hà, phường Hương Văn, Hương Xuân, Hương Toàn. Đây là công trình có ý nghĩa kết nối giao thông, mở ra cả trục đường xuyên cả, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phòng chống thiên tai. Sau thời gian triển khai đến nay, công trình đã khởi động và giải ngân hỗ trợ đền bù và sẽ hoàn thành sau 4 năm. Trục đường sông Bồ thuộc phường Tử Hà đã được đầu tư sau năm 1999, bao gồm các hạng mục như kè chống sạt lở bờ sông, đường giao thông nội thị với chiều dài gần 2 km từ điểm đầu phường Tử Hà đến điểm giao nhau cầu Tử Phú. Mặt đường nhỏ hẹp đã xuống cấp và trục đường này chỉ dừng lại ở điểm giao cắt cầu Tử Phú, nên việc thông thương với các địa phương Hương Văn, Hương Xuân và Hương Toàn không thể đi lại. Bên cạnh đó, do thời gian, thời tiết mưa gió, bờ kè đã bị bồi lấp, khiến nhiều đoạn và cây cỏ đã mọc thành những bụi rậm, gây mất cảnh quan môi trường đô thị và khó lòng kiểm soát những điểm sụt lún, nước nẻ ở phía đập chống sạt lở. Để triển khai công trình và tạo cảnh quan môi trường đô thị, Ủy ban Nhân dân thị xã và các ngành chức năng phường Tử Hà đã có phương án chỉnh trang trước khi triển khai dự án. Thì để đảm bảo cái cảnh quan môi trường dọc sông Bồ, tạo cái bộ mặt đô thị của thị xã, về phía phòng chức năng quản lý đô thị, trách nhiệm tham mưu thị xã để chỉ đạo các ngành liên quan cũng như là chính quyền địa phương sẽ khảo sát để lập dự toán rồi để ra quân để tổng dọn vệ sinh bờ kè của sông Bồ để khôi phục lại cái cảnh quan của sông Bồ. Với chiều dài 3.550 m, chiều rộng từ 16 đến 24 m, cùng một số hạng mục khác như cầu cống, vỉa hè, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông như vạch sơn, biển báo, cọc tiêu, hồ lăng. Công trình thiết kế với vận tốc 40 km/h. Việc đấu nối trục giao thông ven sông Bồ đi qua 4 địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, mở các đường nhánh ô bằng cờ và giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1A đi qua địa bàn, phòng ngừa được tai nạn giao thông, đặc biệt với học sinh cả cấp phải đến trường trên quốc lộ. Công trình nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ đoạn Tử Hà, Hưng Văn, Hưng Xuân, Toàn được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt dự án trong năm 2022. Thì hiện nay là chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư đã thực hiện xong cả các thủ tục thẩm định phê duyệt. Trong cuối tháng 7 sẽ tổ chức mời thầu và dự kiến là sẽ triển khai vào đầu tháng 8. Khi dự án hoàn thành sẽ tạo cái tiền đề để mà phát triển kinh tế xã hội các địa phương dọc địa bàn của thị xã, tạo quỹ đất đấu giá, đồng thời là một tuyến đường để mà trong mưa lũ tạo điều kiện cho bà con đi lại. Tại các điểm dự án đi qua, do làm tổ công tác tuyên truyền và công tác kiểm đếm đo đạc cụ thể đảm giá tổng nhất từ chuồng vườn đến nhà cửa và lăng mộ, nên đa phần bà con đều yên tâm và hỗ trợ công trình. Thì thấy cũng vui thôi chứ có chí đâu, còn cái có những lùng đùng như cái dân không có phản ánh cái khẳng ấy chứ mỗi bố này hết rồi thì chứ mình thực hiện thôi. Nên bản thân gia đình anh là có vướng mắc cái gì không? Bản thân gia đình là có vướng hai cái lăng, cái cũng ra về bậc dấu đó đều chứ mình thống nhất để mà giải phóng mặt bằng để cho bên công trình làm thôi. Sau khi tuyến đường được hoàn thành thì lưu thông từ đoạn Hương Xuân và Tử Hà, Hương Toàn, Hương Văn thì mang cái bộ mặt cho nông đô thị mới và tạo điều kiện đi lại cho bà con lên thị xã. Trong cái thời gian thi công đã hoàn thành thì cũng đảm bảo và bà con thì đa số cũng đồng tình và nhất trí cao. Công trình này được thiết kế đảm bảo vượt được tác động của đỉnh lũ năm 1999, đảm bảo phương án thoát lũ và giao thông mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kết nối giữa các địa phương, kịp thời hỗ trợ người dân trong thiên tai. Thưa quý vị, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho biết công tác khảo cổ di tích Điện Cương Chánh bên trong Đại nội Huế cơ bản hoàn tất sau một tháng triển khai. Việc khảo cổ giúp xác định các thông tin về cấu trúc nền móng ngôi điện phục vụ cho công tác phục hồi sắp tới. Công tác khảo cổ do các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thực hiện với tổng diện tích các hồ đào trên 200 m². Hiện việc đào khảo cổ cơ bản hoàn tất và các dấu tích nền móng của công trình di tích Điện Cương Chánh được xuất lộ. Các chuyên gia khảo cổ sẽ tiếp tục hoạt động chỉnh lý, nghiên cứu và dự kiến trong tháng 8 này sẽ có công bố những kết quả ban đầu. Được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3, 1804, Điện Cương Chánh đặt trên nền đài cao gần 1 m với diện tích gần 1.000 m², chính điện Nam Giang hai chải kép.
tiền điện, bài giăng, há chải đơn. Phần lớn kết cấu gỗ được chạm trổ tinh xảo, thể hiện trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao của kiến trúc truyền thống Việt Nam thế kỷ 19. Điện là nơi làm việc thường ngày của vua với các buổi lễ tiệc triều vào ngày 5, 10, 20 và 25 âm lịch hàng tháng. Ngoài ra, đây còn là nơi vua tiếp các sứ bộ quan trọng và tổ chức các buổi yến tiệc trong dịp hành hỷ. Theo nhiều nguồn sử liệu ghi lại, tại ngôi điện này cũng đã diễn ra lễ cưới của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương vào năm 1934. Việc khảo cổ điện Cần Chánh là cơ sở quan trọng nhằm xây dựng phương án tu bổ phục hồi di tích này trong thời gian tới. Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa Liệu Quán tổ chức triển lãm thư pháp với chủ đề Thần Kinh Nhị Thập Cảnh, thơ của Hoàng đế Thiệu Trì qua nghệ thuật thư pháp của các tác giả đến từ Hội Thư pháp Truyền thừa Đài Loan, Trung Quốc. Là vị vua thứ ba của Vương Triều Nguyễn, Hoàng đế Thiệu Trì nổi tiếng hết mực hiểu đạo, có tâm hồn văn chương. Tuy thời gian trị vì chỉ 7 năm, nhưng ông đã để lại cho hậu thế nhiều di sản văn hóa, tâm linh hết sức có giá trị, mà Thần Kinh Nhị Thập Cảnh chính là một trong số những di sản quý giá ấy. Đây là tuyển tập 20 bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của đất Thần Kinh, gồm 7 thắng cảnh tự nhiên và 13 thắng cảnh được con người tạo nên do Hoàng đế Thiệu Trì ngự chế. Được vẽ tranh đồ họa và khắc in trong sách Ngự Đề Đồ Hồi Thi Tập năm 1845. Từ trước đến nay, công chúng đã được thưởng lãm nội dung và nghệ thuật biểu diễn của 20 bài thơ ngự chế trên qua hệ thống tranh gương cung đình, qua các bản khắc đồng hoặc tác phẩm bia đá dựng tại các thắng cảnh. Tại triển lãm này, công chúng được thưởng lãm 20 bài thơ ngự chế qua nghệ thuật thư pháp với các bộ pháp chân, thảo, triền, lệ. Triển lãm góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong lộ trình hội nhập văn hóa quốc tế. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay ngày trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ dao động nhẹ ở vùng đồng bằng và Nam Đông ở mức từ 33 đến 34 độ, huyện A Lưới 29 đến 31 độ, độ ẩm thấp nhất từ 57 đến 58%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.